Nhật Tây Audio trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta một trong những cái mẫu van số karaoke chuyên nghiệp cao cấp nhất hiện nay. Thì đây là một trong những cái mẫu van số đến từ thương hiệu của DB Acoustics. Đây là hàng chính hãng nha anh chị nha. Mã số của nó là S690. Thì ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành review và giới thiệu xem là trong cái dòng van số này nó có những gì ưu điểm và có cái chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng khi mà hát karaoke cùng với hiệu ứng như thế nào nha anh chị. Thì Nhật Tây sẽ đi review chi tiết đến từng phần. Trước tiên là về phần thiết kế, sau đó là về phần ưu điểm và cái tiếp tục là về phần chất lượng karaoke. Thì video này cũng hơi dài một chút xíu, rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy tham khảo chi tiết về dòng sản phẩm này trước khi về chọn lựa cho mình về những cái dòng sản phẩm van số trên thị trường ha. Thì mẫu van số DB Acoustics S690 này thì được thiết kế rất là sang trọng anh chị nha. Mặt trước của nó được làm bằng tay cầm bằng nhôm ha anh chị. Tay cầm bằng nhôm và có những cái họa tiết rất là sang trọng luôn. Thì chúng ta có thể thấy được trên cái thiết kế của dòng mic này, dòng van số này thì nó có ghi rất là rõ tên thương hiệu DB Acoustics mã số S690. Thì nó được trang bị cho mình có ba cái cổng cắm mic ở đằng trước ha, mic 1, mic 2, mic 3. Còn ba cái này thì chỉnh âm lượng của từng cho cây mic ha. Rồi, đây là cái màn hình hiển thị của nó. Thì chút lát nữa thì Nhật Tây sẽ tiến hành cắm vào và thử. Thì đây là thiết kế ở bên ngoài thôi ha anh chị ha, để xem là nó đẹp hay không và nó có đáng tiền để chúng ta mua hay không ha. Đây là nút chỉnh ha, nút chỉnh của cái van số DB Acoustics S690 này. Thì nó ngoài chỉnh cái này thì nó cũng có thể là chỉnh ở trên máy tính ha anh chị ha. Chỉnh tay thì nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà trên máy tính thì nó cũng rất là dễ thôi. À, thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem về cái các nút tiếp theo. Đây là nút mic ha anh chị. Âm lượng của mic nha. Đây là âm lượng của effect. Thì nó có chế độ làm echo và reverb nha anh chị. Echo và reverb, tí nữa thì Nhật Tây sẽ lên máy tính và review chi tiết hơn cho anh chị nha. Sẽ nói nhanh thôi. Đây là cái nút mic, nút chỉnh nhạc ha anh chị. Âm lượng lớn nhỏ nhạc thì chúng ta sẽ tăng chỉnh ở đây. Còn đây có các nút như là anh chị nhìn thấy rõ không ạ? Đây, nút quay lại nè, up nè, lên nè, xuống nè, chỉnh mic nè, chỉnh cho cái main out nè, chỉnh cho system ha. Rất nhiều chức năng, effect này, rồi chỉnh cho sub này, rồi chỉnh cho nhạc này, rất là nhiều chế độ lưu lại. Tức là trong những cái dòng van số thì đây là dòng van số có thể chỉnh tay được ha anh chị. Video chỉnh tay thì Nhật Tây sẽ để lại ở bên dưới cái phần mô tả. Nếu anh chị nào có chọn lựa và mua về dòng van số DB Acoustics S690 này rồi thì có thể tham khảo thêm ha. Rồi, đó là về cái thiết kế ở bên ngoài. Đây có một cái lỗ cắm cho cái chỉnh USB ha. Tức là cái lỗ cắm USB này có thể là dùng để mà chúng ta chỉnh ở trên máy tính thông qua cái lỗ này ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem ở đằng sau cái van số này có cái gì đặc biệt ha anh chị. Rồi, đằng sau van số DB Acoustics S690 này, nó có cắm cống, cái cổng để cắm nguồn ha anh chị. Có nút on off để tắt này. Có mã QR ở đây, anh chị muốn biết hàng thật hay hàng giả, hàng nhái gì đó anh chị có thể là quét mã QR này để biết chính xác nhất ha. Thì Nhật Tây cam kết là sẽ cung cấp ra thị trường với sản phẩm là hàng chính hãng cho tất cả anh chị và các bạn nha. Rồi, đây là có cái quạt tản nhiệt cho cái van số này nữa ha. Rất ít những dòng van trên thị trường thì chỉ có những dòng cao cấp trở lên thì mới có cái quạt này thôi nha. Ở đây thì cổng optical này là đầu vào ha. Đầu vào bằng cổng optical thì có thể là lấy âm thanh từ TV xuống anh chị nhé. Lấy âm thanh từ cái TV của mình thông qua cổng này. Còn có thể là cắm lấy từ cái âm thanh đầu vào từ jack hoa sen AV với màu đỏ với màu trắng ha. Và xuất âm thanh ra thì nó cũng có thể là xuất ra cho cái loa hoặc là cái thiết bị khác thông qua cổng output này nha anh chị. Đây. Rồi, đây là các đường tín hiệu của nó. Thì với dòng van số DB S690 này thì chúng ta thấy là nó rất là nhiều ưu điểm, nó có nhiều cái cổng để chúng ta có thể là đưa ra những cái loa khác nhau nha. Cổng trái, cổng phải nè, cổng âm thanh ở giữa nè. Rồi đây là cổng của sub nè anh chị ha. Còn đây là cổng loa rời thêm cho bên phải nè, bên trái nè. Nó có rất nhiều cái để mà chúng ta chỉnh được ở đây. Đằng sau này cũng có thêm cái hai cổng để mình cắm micro vào. Thì nhìn chung thì dòng sản phẩm này nó rất là đa năng.
nó rất là đa năng. Đây chỉ là giới thiệu về thiết kế thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi về cái chức năng của dòng sản phẩm vang số DB ở Cortex S690 thì Nhật Tây sẽ tiến hành nói ở trên máy tính nha anh chị nhé. Anh chị chúng ta nắm rõ hơn về cái chức năng của nó. Rồi mở máy quay test cho chị xem luôn ha. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa, thuyền có hay sông lặng lòng yên à, với đời thuyền nhớ đến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, giữa vì người đi mãi không vì. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặt anh dòng sông trôi buồn bã, có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò. Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh, vì bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiên hoa yên ả nàng tình ơi. Alo, sao về? Thấy ok à? Từ cái tiếng micro ha, từ cái tiếng micro cho đến cái tiếng nhạc rất là chắc luôn anh chị ha. Lì sao về? Rồi chúng ta sẽ có một cái video. Alo.